Chào các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiến. Thì hôm nay Vân sẽ giới thiệu đến mọi người một bộ set sử dụng trong phòng ngủ rất là sang trọng đến từ thương hiệu Hà Lê Việt Nam. Thì các bạn có thể thấy đầu tiên đây là bộ giường ngủ. Thì bộ giường ngủ ghế sofa này á sẽ được làm bằng da tự nhiên. Đây các bạn có thể thấy. Và tông màu mà sử dụng trong cái set này là tông set màu xanh kết hợp chung với lại màu xám. Tất cả đều được làm bằng da bò tự nhiên và cao cấp. Thì chân đế sẽ được làm bằng inox chắc chắn. Đây các bạn có thể thấy. Đi kèm chung thì sẽ có một cái bàn để mà chúng ta để cạnh giường. Đây, một cái bàn vừa thôi để cạnh giường, cũng được thiết kế màu chung với lại giường ngủ. Thêm vào đó thì ở đây thì sẽ có một cái kệ tivi được làm bằng gỗ tự nhiên. Đây, kệ bàn, kệ tủ hay là tất cả mọi thứ đều sẽ được làm bằng chất liệu gỗ tự nhiên có tông màu xám nâu như thế này. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết và sản phẩm này, các bạn có thể truy cập vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì Vân xin chào tạm biệt.